Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất là vui ngày hôm nay tôi được gặp lại quý vị và các bạn và cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn về những kinh nghiệm cách mua chọn cây giống đẹp nhất các bạn nhé. Khi chúng ta muốn trồng cây giống thanh long, chúng ta muốn trồng thanh long để chúng ta ăn hàng ngày, hoặc chúng ta muốn trồng để thu nhập thêm cho gia đình, thì trước tiên chúng ta đến trại giống và chọn những cây thanh long đẹp nhất. Chúng ta phải chọn những cây có tiêu chuẩn sau. Thứ nhất, cây phải mập, to, lớn. Thứ hai, cây phải tròn, thân cây không bị sần sùi và sâu không đục cây. Cây phải mượt, bóng cây và các cành nhánh của thanh long phải mượt, xanh và bóng đẹp. Cây mập to thì chúng ta mới mua về trồng. Chúng ta trồng những cây thanh long đủ tiêu chuẩn như vậy. Khi chúng ta trồng những cây thanh long đẹp, có đề kháng cao, chúng ta trồng cây rất nhanh lên và đỡ cho chúng ta công chăm sóc, phân bón cho cây. Các bạn ai muốn trồng thanh long thì chọn những cây như tôi vừa chia sẻ trên. Các bạn sẽ chọn được những cây thanh long về trồng đúng như ý của các bạn. Khi trồng, cây đẹp lên rất nhanh và đẹp mắt. Video của tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe video của tôi. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại video sau của tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị.